luộc trứng luôn này. Có tí nữa ấy luôn. Hả? Bỏ vào trong này luôn. Chào. Cá nó nướng này, hành này, đây muối mình ngọt đầy đủ hết này. Hai hòn dài, hai quả trứng, hai hòn dài, mất lịch sử. Sạch. Có ai ở đây không? Có á. Giờ mà thì chắc có hai con đấy thôi. Chúng đi cái cầu này sợ sập ghê. Úi trời. Đúng, sao đi hay vậy? Sao qua đây hay chứ? Kỹ thuật mắc mồi, chuyên nghiệp. Chảy nhỏ nước miếng nữa. Nó tanh nhỉ? Rồi, anh ơi của chúng ta tiếp tục công việc. Làm cái bị bóng không được rồi, con cá nó sợ bị bóng lắm. Mì tôm trứng đời sống rất là cao các bạn.
gọi gương nó bạn nó bắt ngủ có ăn mì ở dưới hồ.